Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cháo bổ dưỡng, nửa chén gạo lứt, một nắm đậu đỏ đã nấu sôi sơ bỏ nước, 30 hạt sen, 10 gram phổ tai, 100 gram bí đỏ, muối cho vừa ăn. Có thể thêm một nắm hạt kê và 20 hạt hành dân, một trái óc chó, một muỗng cơm yến mạch. Tất cả nấu thành cháo dùng thay sữa cho trẻ em và người lớn tuổi. Ăn cháo này với teca rất bổ. Trong trường hợp đang ăn số 7 hoặc phụ nữ mang thai, không dùng phổ tai và bí đỏ. Ha ha ha, 问什么的说。